Xin lỗi, tôi không có ý tò mò chuyện mấy người, vì cửa không khóa. Thủy Tiên, hãy đến bệnh viện gấp, mẹ của Thủy Tiên đang được cấp cứu. Mẹ tôi à, ở đâu vậy? Bệnh viện Chợ Rẫy, đi mau đi, kẻo không kịp nữa đó. Mẹ tôi, mẹ ơi, mẹ. Thủy Tiên, Thủy Tiên. Anh Thái, tôi đến đây để nói chuyện với anh. Cô muốn gì? Ai đã chặt tay bà Lệ Hải ở Vũng Tàu để cướp chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly? Cô nói sao? Bộ ai đi Vũng Tàu cũng đều ăn cướp hết sao? Thì anh vừa tặng chiếc nhẫn hột xoàn cho Thủy Tiên đó. Tôi nói cho cô biết, cô đừng xen vào chuyện của tôi. Vết chém rất ngọt, bằng loại dao Mỹ rất bén. Loại dao đó đã chỉ cho tôi, anh và những người trong nhóm Phượng Hoàng mới có. Và chỉ có anh mới có hành động xuất quỷ nhập thần như vậy. Cô nên nhớ, cô không được tìm hiểu những việc tôi làm. Cũng như cô đã ngã vào vòng tay của những người đàn ông khác mà không có bao giờ tôi nghĩ đến cô đâu. Nhưng khốn nạn hai về tình yêu thì tôi chỉ yêu anh, nên tôi không thể nào quay mặt để cho anh ung dung cùng kẻ khác kết tình chung. Và nếu như tôi có giết con cũng đừng oán hận, vì đã ngu si xen vào đời tư của Thái Sa Lan. Gặp nhau anh sẽ ôm em, giò nát thân thể em để em run rẩy trong vòng tay của anh Thái. Thôi đủ rồi, cô hãy cút khỏi đây ngay đi. Cái gì? Cút à? Khốn nạn, khốn nạn. Kìa, Thủy Tiên, mẹ có sao không em? Trời ơi, quả tình yêu đôi bằng bàn tay của mẹ. Mẹ ơi, Thủy Tiên em, đừng gọi tôi bằng âm thanh triều mến đó. Ông là một tên tướng cướp giết người, ông đã lừa dối tôi, ông đã dẫm bừa lên tình yêu trong trắng của tôi. Thủy Tiên, em nói gì mà anh không hiểu? Người ta hãm
ra giặt mặt kẻ ông đồ. Anh xin em chờ qua lạnh lùng mà tội nghiệp cho anh. Sẵn
xa chết trước mặt em đây. Cuộc đời anh đận đận lao đao, dối mắt nhìn đời lạnh lùng ác cảm. Tình yêu của em như giọt nhạnh dương kỳ diệu tới mắt đời anh phơi phới tình nồng. Rời như kẻ bị phanh tay không, anh không hèn như suy nghĩ của em. Anh vô tội thì làm sao anh nhận tội chứ. Một kiếp gió sương nửa đời ngang dọc, quay nến chồng trời chưa từng trung sở trước hiểm nguy. Em không tin anh sao, lòng anh chân thật. Anh không muốn em hiểu lầm để rồi làm tan vỡ tình ta. Tiếng ơi còn gì đau đớn xót xa, nhìn em rưng lệ trào sôi căm hận. Thôi em đi, ông càng nói càng lộ ra chân tướng. Sự thật thế nào tôi đã rõ căn nguyên. Thôi thế từ đây mình vĩnh biệt, chôn chặt mối tình trong quán hận. Thủy Tiên, em. Thôi, ông hãy về đi. Ông về đi. Thủy Tiên, em cho anh biết, ai nói với em, anh là thủ phạm. Chính Mai Chi đã nói với tôi điều đó. Mai Chi, thì đã là con khốn nạn đó. Hai, anh hãy nghe cho kỹ đây. Thủy Tiên, Thủy Tiên, Mai Chi, mày dột tao vào chứng tường, vậy thì mày đừng trách tao. Thủy Tiên, em hại ta lỗi cho anh. Thủy Tiên.